Em An Thái xin chào tất cả các bác yêu lan nhá. Nay lại liên tiếp video và chia sẻ các bác những dòng lan thuần tại Lai Châu em này. Đây trên tay em cầm là một cái giỏ đùi gà tròn Lai Châu nhá các bác nhá. Đùi gà tròn Lai Châu này. Đẹp như thế này và thân tơ của nó này. Thân tơ nha, đang lên thân tơ rất là khỏe này các bác này. Đấy. Như thế này. Một giỏ như thế này nhá, đùi gà tròn Lai Châu này, em chia sẻ các bác là 250.000 cho hình số 6 nhá các bác nhá. Đùi gà tròn Lai Châu nha các bác nha. Dòng này hoa rất là đẹp luôn. Em lên tiếp cho các bác. Đây cũng là một cái giỏ đùi gà Lai Châu em. Nhưng mà cái dòng này nó đột biến nha các bác nha. Hoa nó trắng tinh luôn. Đây là một cái giỏ đùi gà trắng Lai Châu. Đây là trắng tự nhiên nha. Đấy, và bây giờ em đang kích rất là nhiều kỳ đấy này. Và mần gốc rất là lên rất là khỏe này. Đang rất là nhiều luôn. Đang rất là nhiều mần gốc này. Cái giỏ như thế này, đùi gà trắng nha, em chia sẻ cho các bác là 1.800.000 cho hình số 2. Đấy, chia sẻ một gốc như thế này cho các bác về chơi nha. Bác nào mua kỳ thì em chia sẻ kỳ cho các bác nha. Một kỳ của nó là 50.000. Bác nào mua thì em chia sẻ các bác từ 2 kỳ trở lên nha. Em lên tiếp cho các bác một cái đặc sản Lai Châu em, đó là cáo Lai Châu nha các bác nha. Đẹp chứ các bác, rất là phê luôn, nhìn thân rất là đẹp các bác ạ. Lá thì từng gốc đến ngọn chưa rụng lá nào nhé các bác nha. Đẹp như thế này. Đấy. Có 4 cây. Cái giỏ này em chia sẻ các bác là 550.000 cho hình số 2 nhá. Cho hình số 2 này. Cáo Lai Châu nhá các bác nhá. Bây giờ cáo nó hết hoa rồi, còn quả thôi các bác. Các bác về chỉ chơi cây thôi. Những cây đẹp xanh đẹp như thế này và các bác có thể mang về chơi. Cáo Lai Châu, em chia sẻ cái giỏ này cho các bác là 550.000 cho hình số 2. Em lên tiếp cho các bác một giỏ đúng là cáo Lai Châu nha các bác nha. Giỏ cáo Lai Châu này như thế này. Đấy, một thân to và có 2 4 4 thân bé như thế này. Đấy, các bác có thể mua về chơi nhá. Cái cây này thì mình lá nó to đẹp nghe. Cái giỏ này em chia sẻ cho các bác là 650.000 cho hình số 3 nhé các bác nhá. 650.000 cho hình số 3 này. Một giỏ cáo Lai Châu nhá các bác nhá. Em lên tiếp cho các bác này, một cái giỏ cáo với trồn nhá. Đây, đây là một dề trồn này. Rất là đẹp luôn, 3 cây. À, đây là hai cây cáo bên này các bác nhá. Cáo thì vẫn còn hoa này các bác này, chuẩn bị héo dần rồi. Cáo này chơi rất là lâu luôn, cái hoa này nở được hơn tuần nay rồi các bác ạ. Giỏ này em chia sẻ các bác là 350.000 cho hình số 4 nha. Rất là đẹp luôn. Các bác mua mùa giỏ này các bác có thể được chơi hai loại lan các bác ạ. 350.000 cho hình số 4 nha. Em lên tiếp cho các bác này. Đây cũng là một cái đặc sản của Lai Châu em nhé. Đây. Đây là chồn Lai Châu nha các bác nha. Chồn Lai Châu, một cái ghép một cái khúc gỗ lúa to thế này và rất là nhiều cây luôn. Rất là nhiều cây như thế này. Em chia sẻ cái giỏ này cho các bác là 800.000 cho hình số 5 nha. 800.000 cho hình số 5. Rất là đẹp luôn. Đôi chồn Lai Châu nhé. Em lên tiếp cho các bác một cái bản phi điệp vàng nha các bác. Một bản phi điệp vàng này. Đang thắp ngọn hết rồi các bác nha. Đang thắp ngọn hết và chuẩn bị có hoa để chơi nhé. Đấy, một bản như thế này. Rất là nhiều thân và đẹp như thế này. Em chia sẻ cái giỏ này cho các bác là 350.000 cho hình số 13 nhé. Rất là đẹp luôn. Phi địa vàng chuẩn bị mua hoa đấy các bác nha. Em lên tiếp cho các bác một cái bản phi địa vàng to đẹp dài như thế này các bác nha. Đấy. Thân rất là dài luôn. Cái này mà chơi hoa thì quá phê luôn các bác ạ.
Đây, rất là nhiều thân nhá các bác nhá. Một cái bản như thế này em chia sẻ cho các bác là 500.000 cho hình số 6 nhá. Toàn thân dài và đẹp như thế này nhá. Thân này thì thắp ngọn hết rồi và chuẩn bị sưng nụ rồi các bác ạ. Chuẩn bị sưng nụ rồi nhá. Thắp ngọn hết rồi. Phi điệp vàng nhá các bác nhá. 500.000 cho hình số 6 nhá. Phi điệp vàng Lai Châu. Em lên tiếp cho các bác này, một cái bản phi điệp vàng nữa này, đẹp như thế này, toàn thân dài các bác ạ. Có mấy thân này dài như thế này. Và đã thắp ngọn hết rồi nhá các bác nhá. Thắp ngọn hết rồi. Và đang chuẩn bị sưng nụ này các bác này. Đấy, đang chuẩn bị sưng nụ này. Cái giỏ này em chia sẻ cho các bác là 400.000 cho hình số 7 nhá các bác nhá. Cho hình số 7 này. 400.000 cho hình số 7 phi điệp vàng. Và em lên tiếp cho các bác một cái bản đó là hạt ví thiên cung nhá các bác nhá. Hạt ví thiên cung này. Một bản như thế này và rất là nhiều thân. Xanh và đẹp như thế này các bác ạ. Các bác chơi hoa cái dòng này về chơi hoa thật sự quá đẹp và quá đá luôn. Cái giỏ này em chia sẻ cho các bác là 750.000 cho hình số 8 nha các bác nhá. Cho hình số 8 nha. Hạt ví thiên cung. Chia sẻ cho các bác về chơi. Em lên tiếp cho các bác này, một cái bản cũng là hạt ví thiên cung này. Một bản dài này, đẹp như này các bác nha. Rất là nhiều thân luôn. Bản này em chia sẻ cho các bác là 750.000 cho hình số 9 nha. Rất là đẹp luôn. Toàn cây dài và thân nó xanh như thế này. Lá xanh rất là đẹp luôn. 750.000 cho hình số 8 nha. Đây các bác, em lên cho các bác một cái giỏ đây là giá hương tam bảo sát nhá các bác nha. Giá hương tam bảo sát này. Một thân như thế này và đẻ 3 con nhá các bác nhá. Là đẻ 3 con như thế này nhá. Một con bé ở đây. 3 con như này, một mẹ 3 con. Em chia sẻ cái giỏ này cho các bác là 600.000 cho hình số 9 nhá. Giá hương tam bảo sát. Rất là đẹp luôn các bác ạ. Một mẹ 3 con. 600.000 cho hình số 9, giá hương tam bảo sát nhá. Em lên tiếp cho các bác này. Đây cũng là một thân mẹ và một con này. Giá hương tam bảo sát nhá các bác nhá. Em được ghép như thế này, rất là đẹp luôn. Xếp đứng thẳng như thế này các bác nhá. Cái giỏ này em chia sẻ các bác là 400.000 cho hình số 10 nhá các bác nhá. Giá hương tam bảo sát này. Xếp đẹp như thế này, một mẹ một con nhá các bác nhá. Đây, em lên tiếp cho các bác một giỏ đây là Nam Kính Tráng Phú Thọ nhá các bác nhá. Đấy, đang rất là nhiều bông này. Đang rất là nhiều bông đẹp như thế này. Đấy. Bông nó xanh ngắt như thế này và rất là đẹp luôn các bạn. Và một cái mần góc này các bác này, một cái mần góc này gần 20 cm. Cái giỏ này em chia sẻ các bác là 220.000 cho hình số 30 nhá các bác nhá. Rất là đẹp luôn, các bác mua về là các bác sẽ được chơi hoa luôn nhá. Rất là đẹp luôn. Hoa đang xanh ngắt như này. Bông rất là đẹp luôn. Nam Kính Tráng Phú Thọ nha. 220.000 cho hình số 30. Em lên tiếp cho các bác này. Một giỏ này. Đây là ám mắt trâu lưng xanh nha các bác nha. Và bông này to chưa các bác. Bông rất là to và đẹp như thế này. Bông to và đẹp như thế này nha. Có 3 cái mần gốc này. Em chia sẻ cái giỏ này cho các bác là 250.000 cho hình số 11 nhá. Rất là đẹp luôn. Nhìn bông nó rất là phê luôn các bạn. Nhìn bông cực đẹp luôn.
Bông rất là to nhá. Em lên tiếp cho các bạn một cái giỏ đây là án mắt trông lưng xanh, và đang có 3 cái mần góc như thế này và có một thân hoa rất là đẹp luôn. Giỏ này em chia sẻ các bác là 200.000 cho hình số 12 nhá. Đấy, lá vàng này là chuẩn bị dụng rồi các bác ạ. Chuẩn bị dụng rồi nhá. Áo mắt trâu lưng xanh. Em lên tiếp cho các bác một cái giỏ đây là trầm trắng nhá các bác nhá. Trầm trắng này rất là đẹp luôn như thế này. Cái giỏ này em chia sẻ cho các bác là 350.000 cho hình số 12. Đó là trầm trắng nhá. Hoa nó trắng và rất là đẹp luôn. Em lên tiếp cho các bác một cái giỏ trầm trắng tiếp này các bác này. Đẹp như thế này. Bánh thân này toàn thân đứng như này đẹp này các bác nhá. Cái giỏ này em chia sẻ cho các bác là 350.000 cho hình số 13 nhá. Trầm trắng này. Rất là đẹp luôn. Em lên tiếp cho các bác này. Đây là một cái giỏ giả hạt hoa hồng đỏ này các bác ạ. Thân nó tản ra xung quanh cái chậu luôn. Và cái giỏ này mà nở hoa thì quá là đỉnh luôn. Quá đẹp. Cái giỏ như thế này em chia sẻ cho các bác là 750.000 cho hình số 14 nha các bác nha. Rất là đẹp luôn. Giả hạt hoa hồng đỏ các bác nha. Đây ạ, em lên tiếp cho các bác này. Một giỏ như thế này. Rất là nhiều thân luôn. Cái giỏ này có phải gần 30 thân các bác ạ. Giỏ này là giả hạt phát nha các bác nha. Một giỏ như thế này. Thân nó đỏ chót như này rất là đẹp luôn các bác ạ. Giả hạt phát này. Cái giỏ này em chia sẻ các bác là 750.000 cho hình số 14 nha các bác nha. Giả hạt phát. Em lên tiếp cho các bác này. Đây là một cái giỏ giả hạt phát tiếp này các bác này. Thân nó đỏ và đẹp như thế này các bác. Thân đỏ và đẹp như thế này. Cái giỏ này em chia sẻ các bác là 800.000 cho hình số 15 nha các bác nha. Một giỏ đẹp như thế này và rất là nhiều thân luôn. Giả hạt phát nha các bác nha. 800.000 cho hình số 15. Em lên tiếp cho các bác này. Một cái giỏ như thế này và đang chuẩn bị hoa nó chuẩn bị tàn rồi các bác. Đây là một cái giỏ Vadam hoa vàng nhé các bác nhá. Hoa nó rất là đẹp như thế này luôn. Vàng ương luôn các bác ạ. Chuẩn bị héo đi rồi. Một giỏ như này có 3 thân. Và thân này đang đẻ một con nhé các bác nhá. Cái thân này đang đẻ một con. Chuẩn bị lên 4 thân rồi các bác ạ. Cái giỏ này em chia sẻ cho các bác là 350.000 cho hình số 16 nha. Rất là đẹp luôn. Và cái giỏ này cũng là cái giỏ kết thúc video của em. Và em mong các bác sẽ ủng hộ em và cho em một cái đăng ký kênh và một nhấn chuông thông báo để các bác sẽ nhận được những video sớm nhất từ em nhé. Em xin chào tất cả các bác.